Chào anh em nha, hôm nay là sáng 18 tháng 2 năm 2022. Sáng nay mình lên tiếp cho anh em một cái bình xăng con Ken Hin Sa Băng đít dài Estanda cực đẹp, hàng zin ở xe kho Honda Sa Băng về. Tình trạng bình này cực đẹp, còn xanh lè luôn. Chế ga là như mới ha anh em. Đó, chế ga gọi là len ken xe ben như mới, cực đẹp, không xước, không liếm. Thì cái bình này mình bán có giá là 4 triệu mốt nha. Thích hợp cho anh em sử dụng tất cả các dòng xe là quay rim cúp 67, đặc biệt là những cái dòng xe mà anh em gọi là hay làm độ đi bài đi thuốc này kia các kiểu ha. Đúng bình zin Ken Hin Sa Băng nha. Đó, thấy ga nha anh em. Cực đẹp, ken xe ben. Bình này mình bán 4 triệu mốt nha. 4 triệu mốt. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Đó. Bình cực đẹp xanh lè, bao dưới là anh em bên trong là trụ cờ kim đót rồi này kia các kiểu là không một không lủng, không, nói chung là không lỗi lầm. Đó, bình e tay, bình e tay hay lỗ mũi. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Bình này mình bán 4 triệu mốt nha, 4 triệu mốt cho cái bình zin Ken Hin Sa Băng cực đẹp này nha, không lỗi lầm. Thì bình xăng này mình bán, mình bao anh em đúng đồ zin như mô tả cũng như là hình ảnh chi tiết mình quay. Anh em nào cần cứ alo mình. Nói chung là những cái bình này mình bán cũng rất là lẹ ha, giá thì cũng hợp lý, theo đúng giá thị trường. Dù bán hàng ở hàng mắc hay hàng rẻ hay hàng vài trăm ngàn, vài triệu thì em đều có báo giá hết. Anh em mình cứ thấy cảm thấy ưng, hợp nhãn thì cứ alo mình qua trực tiếp số điện thoại là 0933996332. Bình zin đẹp, giá cũng rất là ok, dễ chịu cho cái bình này. Bình này mình bán là 4 triệu mốt nha anh em. Anh em nào chốt alo mình 0933996332 ha.